Đây rồi. Lại còn nữa này. Nhiều thế. Toàn nó ký cư thôi. Ngày trước hồi bé là bọn tôi phải mua con này đấy. Tùng ơi, khả năng anh em sẽ bắt được con cua này Tùng ạ. Em cầm máy quay đánh bắt không? Đây, đá này nhìn thấy không? Đây rồi, mày chết với cậu. Tôi bắt được con cua các bác ơi. Một em đầu tiên. Bao nhiêu ngày rì rập thì hôm nay đã bắt được một em cua. Xin chào các bác. Hôm nay gia đình tôi ra biển chơi các bác. Ồ, hôm trước ở đây rác rất là nhiều mà họ đã dọn về ngoài chỗ cổng này. Bớt rồi. Nhìn ngoài này cũng đỡ rồi đấy. Wow. Buổi sáng là nước ở đây dâng lên tận đây này các bác này. Bây giờ nó rút bớt rồi. Mấy hôm nay mưa bão đâm ra là cái nước biển này nó lên xuống cũng khá thất thường. Wow, có một đội dọn rác hay sao ấy. Dọn hết cái ni lông rồi là xốp xiếc các thứ rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi rác thải kiểu dạng cây cối thứ linh tinh thôi. Nhặt hết ni lông các thứ luôn cho ra ngoài kia. Thế em sướng. Đó, bây giờ mình sẽ đi sang bên kia. Chắc phải lội nước rồi. Lội nước thì sang nhá. Hôm nay gia đình tôi đi trước. Đâu? Ừ đúng rồi, tàu thuyền đấy, ông tí đây. Tàu thuyền đấy. Hôm nay gia đình tôi đi trước. Còn Tùng đấy, đang đi sau. Hình như là đến rồi, nghe tiếng xe. Nhạc. Chắc để dép ở trên này em ạ. Để dép đây này. Tí nữa lên đây. Bọn tôi cắt dép ở đây. Bây giờ lội sang bên kia nhá. Ô xem có cá không tí ạ. Cá này. Đang điệu một tí. Gỗ đây. Tàu thuyền đâu? Tàu đấy tàu cá đấy bạn ạ. Hả? Tàu cá. Bên này chưa dọn. Ừ. Tàu tên. Mọi người mới dọn được cái bên chỗ này thôi mà đã một đống rất là to rác rồi. Bên này thì vẫn còn nhiều rác lắm này. Ở biển nhiều rác thật đấy. Biển này đẹp quá các bạn ạ. Mấy hôm bão thì nó hơi động một chút, nhưng mà đến hôm nay thì đỡ hơn rồi. Ở ngoài này cũng đỡ đỡ rác hơn mấy hôm trước. Mấy hôm sau bão ấy, bọn tôi ra đây rác nhiều lắm. À, đi lên trên đoạn kia nó đỡ rác rồi, cho tí xuống dưới chơi nhá. Xuống bắt ốc nhá. Nhiều đấy. Nào. Còng chạy kìa tí kìa. Nhìn còng không? Chạy này. Đây. Mẹ tí đi đằng sau. Đây lên trên này nó đỡ rác. Xong rồi bố cho con xuống. Tí có thích ra biển không tí? Thích nhỉ? Cái bãi biển này rất là thích các bạn ạ. Bọn tôi thích ra đây lắm. Nó không bị sâu quá mà lại còn vắng nữa, chẳng có ai. Đây nhá, bãi này nó đẹp nhá. Đoạn này vẫn còn nắng. Ra đây thì nắng đẹp các bác ạ. Bọn tôi sẽ ở chỗ này chơi. Tìm chỗ để cho tí cái điệu. Để lên trên
cái bãi Lục Bình này nó đỡ khác. Nắng đẹp quá các bạn, tí xuống chơi. À, tí cởi áo ra con. Cởi áo không? Cởi áo chơi cho thoải mái. Lên mẹ cởi áo đi. Nghịch nước ấy. Lên mẹ cởi áo cho con đã. Nước hôm nay cũng ấm mà nhỉ? Đúng rồi, chơi đi con. Đó, cái bãi biển này nó rất là nông các bạn. Đi ra ngoài này mà nó vẫn còn đến chưa đến đầu gối này. Đi tít ra ngoài đây luôn. Đấy. Mới đến chưa đến đầu gối thôi mà. Thế nên là cô tí chơi đây cũng khá là vừa các bạn. Bọn tôi toàn cho tí ra đây chơi chạy nhảy cho nó yên tâm. Mấy cái bãi biển còn lại ở gần phố kia thì nó sâu lắm mà sóng to lắm. Ngày ông tí ra đây thích này. Sức ngày đi tắm biển. Sướng đấy. Nghịch nước đi. Úi giời. Úi xổ nhảy sóng. Nước biển nay ấm quá, nắng nữa. Đi tắm biển sướng lắm. Đi lao ra đi. Đẹp nhờ, hôm nay biển đẹp quá. Tùng tí đi sau đi mua nước mà đâu ra thế nhở? Không biết sao để gọi nào. Chướng không con? Chướng à? Tắm đi. Biển sau bão mấy hôm mà lại đẹp luôn rồi. Thì công nhận cái bãi này lý tưởng thật đấy. Cậu ấy tắm yên tâm luôn. Á thùm thùm thùm. Áp kia rồi, đang ra kia rồi. Tùng tí đang ra kia rồi các bạn ạ. Cái gì à? Lào đấy. Tí này mặc quần đỏ mới nổi chứ. Nổi nhất bãi biển này không có ai luôn ạ. Không. Nổi nhất bãi biển mà. Có mỗi nhà tôi tắm ở cái bãi biển này các bạn ạ. Bao cả bãi luôn. Đấy, bao hết bãi luôn. Bãi biển. Bể bơi vô cực. Tí. Vẽ cụt á? Con vẽ đi. Em bảo bố vẽ chim cánh cụt đấy. Úi dồi, vẽ chim cánh cụt kiểu gì đấy? Suốt ngày ra biển vẽ chim cánh cụt thôi. Tắm đi con, không lát nữa nó hết nắng nó lạnh. Tắm đi, xuống tắm đi. Lao xuống. Nhìn gì, lao đi. Tí tắm biển từ mấy tháng nhỉ? 7 tháng đã ôm ra biển cái cát tắm rồi. Cậu đi rồi. Lắm trò thế. Cậu đợi sóng đến nó cũng nhảy tủng. Cua. Sao xem sao ấy? Thế á? Nghĩ sao nhỉ? Hãy tí kiểm tra xem. Xe có vấn đề rồi. Hôm nay bãi sạch nhỉ? Đi anh em đi xem quanh phát xem có gì không? Nó cò, chim cò nó về kia đông thế. Kiếm ăn à? Mày dáng tí tẹo nhá. Cho ăn bim bim. Tôi với Tùng đi quanh bãi xem là có gì không. Hôm trước anh em tôi làm mớ xá... À,
hải xá sùng. Mớ hải sâm. Ở đây cái hôm mà sóng to gió lớn nó dạt hết các thứ về đây này. Mấy ông đào còng. Đây, mấy ông đào còng các thứ này. Đào. Chết chết luôn. Còn tôi bị đi săn ở bờ biển để xem có cái gì hay không các bác nhá. Có cậu cún cũng đi săn. Đi vào cái bãi trong này xem nào. Vì là nó ngập nước lên đấy thôi. Còng chạy đấy. Nhiều còng lắm. Hôm nào anh em mình phải bố trí bẫy còng phát. Ô, có ô tô đi ra đây à? Ừ. Chắc bán tải nhỉ? Bán tải. Tí chạy theo à? Tí ở đấy chơi mẹ. Lát bố về. Tắm biển đi. Chỗ này nó gọi là cái vịnh bên trong nhỉ? Vũng. Buổi sáng là nó ngập bên đây các bạn. Ngập nước hẳn lên trên này luôn. Chiều nó rút, thủy chiều nó rút. Đó, nó thành một cái vòng cua kia. Vào đây. Ra đây. Thành một cái vũng ở trong này. Không biết có gì không. Cua ký cư này. Tí ơi, cua ký cư này. Ký cư này. Đây, bỏ đây cho tí chơi nhá. Bắt ông ký cư tí chơi. Con ơi. Đây, ông ký cư đây cơ. Cái vỏ ốc đấy không phải đâu. Có bảo này. À, ốc ký cư này bố bỏ đây nhá. Bố cầm cả cái này nhá. Cầm cả này chơi. À. Thầy bố đi đây chạy theo. À, ốc ký cư đấy. Ừ. To lắm. Để mua đi nhặt thêm 1-2 con nữa cho chơi nhá. 2 con nhá. Đứng đây với mẹ. Ốc ký cư. Tùng đi ra kia đào bới chơi rồi. Có gì không Tùng? Lang thang xem à. Không có gì đúng không? Đi chơi buổi chiều các bác ạ. Xem à, cái bãi này có gì thú vị không? Chiều nào bọn tôi cũng đi giải trí một lúc. Ra biển. Bãi biển này thì thỉnh thoảng mới có vớ được cái gì đấy thôi. Chứ còn mọi người cũng ra đây săn bắt đông lắm. Không đến lượt mình đâu. Đoạn này đẹp thế. Có con ốc gì ấy. À, cũng lại ốc ký cư luôn. Cái vỏ ốc. Vỏ ốc ký cư quá. Toàn ốc ký cư thôi. Bắt cho tí mấy con. Hình như đây nữa này. Khác hình dạng ốc ký cư luôn. Cứ cái vỏ ốc nào là cái bọn cua ký cư này nó lại chui vào. Đây cũng có luôn này. Hầu như là cái vỏ ốc nào cũng có con cua ký cư chứ các bác. Tất cả các hình dáng luôn đấy. Đẹp thật đấy. Bạn cũng làm đồ chơi cho tí nhá. Đi kiếm đồ chơi cho tí bạn. Kiếm mấy con đẹp đẹp tí chơi cho cậu em nha. Đây rồi. Lại còn nữa này. Nhiều thế. Toàn ốc ký cư thôi. Ngày trước hồi bé bọn tôi phải mua con này đấy. Nay Tùng mang cả bay đi nghịch cát rồi à? Không à? Có to lắm. Thử đào nào. Ở đây có những con còng to nhỉ. Nhưng mà anh em mình chưa bắt được con những con to vậy bao giờ luôn đấy. Anh em tôi biết cách làm bẫy còng rồi các bạn. Hôm nào anh em tôi sẽ làm một cái tập để đi bẫy còng nhá. Cái đấy phải bẫy được nhiều nhiều mới làm được các món nhở. Ừ. Bình thường anh em mình đi dí nó ấy. Được một tẹo. Tí ơi, bố bắt được một lũ ốc ký cư cho con này. Nhiều chưa? Nhiều. Đấy. Các con ốc ký cư luôn. Cái lúc này bố đưa con đâu? Hôm nay bố đưa cho nó cái hộp đâu mẹ? Hả?
Nãy đưa cho nó một cái hộp đựng ốc ký cư đâu? Để đấy rồi. Để đấy à? Đấy, thế cô nhặt lại này, cầm cẩn thận nhá, nó chui ra lại sợ. Cầm cẩn thận. Đây này. Anh em tôi đang đi ra cái bờ kè đá này các bạn. Trèo ra đấy chơi xem có gì hay ho. Sóng đánh đầy lục bình cái thứ về đây. Đi men men theo cái đường này nhá. Hôm trước bọn tôi bắt được một mẻ ốc gừng ở đây. Về ăn ngon phết. Này nước lên cao không biết là có thêm con gì không. Một cua chạy cả. Tùng ơi, khả năng anh em sẽ bắt được con cua này Tùng ạ. Em cầm máy quay đánh bắt cho. Nè, đá này nhìn thấy không? Đây rồi, mày chết với cậu. Tôi bắt được con cua các bác ơi. Bắt được một con cua rồi. Quay máy quay, quay đâu ấy. Một em đầu tiên. Bao nhiêu ngày dì dập thì hôm nay đã bắt được một em cua. Mở. Đi bắt cua các bác ạ. Tiêu rồi. Con này con đầu tiên mày thấy nào. Con này là con gì? Không biết cua gì nhỉ. Wow, một chú. Thế thì cái này sẽ không đủ. Khả năng là nước cao hơn này dễ bắt hơn nhỉ. Không biết là bắt được thêm hả? Xô kia của ai ấy? Thôi, của ông ấy đấy. Tí về ông lại nói cho đấy. Cứ cầm con này đầy được cái chỗ này là tốt rồi. Cầm cứ cầm chắc đấy đi. Anh nghĩ là chỉ bắt được vài con thôi. Bắt được một con cua quá. Hôm nay bọn tôi sẽ thử xem con cua nó như thế nào nhá. Ở đây nhiều con cua lắm, hôm nay mới dình bắt được đấy. Đi. Đây đây đây. Từ 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 từ. Đúng rồi, cầm cầm mấy quay. Con này chộp được. Lúc sau đá nó tưởng anh không nhìn thấy. Nhưng mà thật ra là anh bắt được nó luôn. Đây này. Mày cầm mấy quay cẩn thận nào. Quay đâu ấy. Bắt được một con bé bé nữa rồi đó. Ấn nó vào đây. Kìa quay đi đâu ấy. Cái mải nhìn cua đây. Không quay rồi. Không cua gì cả. Đây, đây. Được hai con rồi ạ. Hôm nay lại bắt cua. Biết thế ra đây sớm. Anh em cũng lang thang trên kia. Đi. Bắt được mấy con thử tối với anh em mình luộc nó lên xem nhỉ. Hấp, hấp lên xem nào. Đây có con ốc cường to chưa. Này. Thôi thả nó đi, hôm nay bắt cua rồi em ạ. Ốc ký cư. Ốc ký cư à. Đi 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 đi. Cầm cầm ấy. Bây giờ bọn nó cứ nấp đằng sau đá là anh sẽ phệt được. Nhìn chỉ cần nhìn hơn nó thôi. Cầm bên này. Tập trung vào. Con to mày ạ. Con chạy nhanh hết. Đá to rồi, khó. Đá to rồi. Đá to rồi thôi. Qua đi. Hai anh đi bắt. Hôm tối bắt. Bắt được mấy con. Cái que cái gì đấy nhỉ? Nó chưa kẽ này. Có cái que là gãy nó lên đấy. Nó thiếu như không có cái que. Que thế nó không thấy đâu. Nó không kẽ gì. Thank you.
viên đấy khả năng lật được ra đấy. Không lật được, to lắm. Thôi đi, đi đi đi. Em sẽ thử kiểu khác. Khó phết đấy. Đây rồi. Đây rồi các bác. Tôi vừa vồ được một con rồi. Vào đi, vào đi, vào đi em. Vào. Trên. Vô một tay luôn, chấp chúng mày một tay. À đây con. Ui, vô trượt đau chứ. Tôi vừa có một con đấy nhưng tôi vô trượt các bạn. Đi đi tiếp em ơi. Anh em đi một vòng. Khu một vòng. Bọn nó nấp sau tảng đá ấy bọn tôi. Lựa lựa theo. Ướt rồi. Chạy à? Hôm nay có nước đâm ra là cũng dễ bắt hơn. Được mấy con Tùng? Ba con. Ba con rồi. Ôi, anh em tự ướt hết rồi. Được mấy con cua này. Con lưới là sẽ bắt được con cúm đấy. Cúm lúm á? Ừ, thì nó ở dưới cát ấy. Ờ, nó nằm dưới cát. Anh em đi mò ngao nó toàn cắp vào tay ấy. Anh em tôi đang quay lại các bạn. Thế là hôm nay bắt được cái bọn cua này xem mà về ăn nó ra sao nhá. Cho nó đỡ tò mò chứ mọi lần cứ nhìn nó chạy đầy không bắt được. Này nước nó lên thì mới bắt được đấy. Ui giời. Ướt hết rồi. Tắm biển luôn. Mẹ con tí trời trên kia. Rất nhiều luôn. Nhưng mà chúng nó cũng lẻn nhanh lắm, nhìn mình thôi là nó chui hết vào khe luôn. Phải lựa lựa lựa, rất là khéo mới bắt được đấy. Chỗ này nhiều cái khủng luôn. Bầy. Lúc nãy nó già đầy vậy, đá luôn. Bây giờ quay về xem mà bắt được con nào nó không rồi bọn tôi đi về thôi. Tối không? Hôm nay nước lên dễ bắt hơn hẳn nhỉ. Hôm trước mà cạn cạn nên nó chạy nhanh lắm. Nước lên rách tay rồi. Nhìn này, đàn kìa. Anh cái rách, cũng rách bị rách tay rồi. Chạy hết rồi các bạn. Bọn này chạy nhanh lắm. Có mấy con to rồi. Không được, chạy khá nhanh. Anh em tôi ra đây sớm mà chắc cũng bắt được thêm vài con nữa đấy. Mải chơi ở trên kia không à. Xuống đây hơi muộn. Thôi anh em tôi vào bờ đây. Đi một đoạn bãi đá này bắt được mấy con cua. Cũng có kết quả nhỉ. Hơi đau thương. Hơi bị đau thương. Vồ vào đâu vậy? Đứng lên đá trượt. Trượt à? Đóng phát lên đá trượt chân. Cái kết phải giả. Cái đổ máu. Còn tôi thì không sao. Bị xước xước tí. Hà nó cào thôi. Chả việc gì. Có cua cắp, con này cắp không đau em ạ. Con này cắp không cả đau bằng con còng luôn. Càng bé càng còng mà. Được mấy con nhỉ? 4 con. Thôi 4 con thôi. Nhặt được cái hộp bỏ vào. Đấy. Phải về phục thù này. Tăm tắc. Mấy phát? 1, 2, 3, 4. 4 phát cho 4 con cua. Quá đắng. Quá đắng. Không đáng nhẽ là mày cứ đi ở ngoài để anh vồ thì không sao đâu. Mày đi vào mày không để ý mấy viên đá. Ai cầm ấy. Về anh em xử nó. Đâu, đáng nhẽ là em phải vồ. Đây là quả em đi ra ngoài. Đi ra ngoài bây giờ.
À nó ở dưới nước đúng không? Đá dưới nước đúng không? Không nhìn thấy. Đen thôi. Tí ra đón này. Tí ơi sao cầm bay chạy ấy? Đi đào gì ấy? Đào còng á? Úi ôi giỏi thế. Con đi cầm bay con đi chậm thôi. Đi từ từ thôi. Bắt được mấy con cua. Tí đi bắt còng này quá. Đâu? Có tác phẩm gì đấy? Eo ơi. Tác phẩm gì đâu? Ôi ôi. Con chém chém con vẽ cái gì đấy? Tí. Đây mà. Con vẽ cái gì tí? Con vẽ gì đây? Hoa. Hoa. Pháo hoa. Pháo hoa à? Ui đẹp nhờ. Ôi. Tí vẽ pháo hoa đấy các bạn. Đẹp quá. À thì ra chạy ra gọi bố về xem tí vẽ à. Giống nhỉ. Bắn tuê tuê luôn. Không ai nghĩ được. Cậu tưởng tượng đây là bắn pháo hoa đấy các bạn. Đây này. Kiểu bắn tua tủa lên đấy. Đây đây này. Tác phẩm bắn pháo hoa của cô Tí ở ngoài bờ biển nha các bác. Giống phết đấy. Ui ôi. Nhiều đấy. Pháo hoa này ở Đà Nẵng à? Đây rồi, pháo hoa. Trời tối rồi các bác. Đang giặt quần ông Tí kia. Đang phải pháo hoa. Cẩn thận đấy. Thôi đưa chú Tùng đi. Đưa cái bay cho chú Tùng đi. Chú cất đi cho. Mai ra chơi tiếp. Đang mải về trời. Mặt trời lặn rồi. Trăng lên rồi, tí ơi trăng kìa. Mặt trăng lên rồi kìa. Ô, bọn tôi chuẩn bị đi về đấy các bác. Trời cũng tối tối rồi đấy. Đấy, về bọn tôi sẽ hấp thử con này lên xem ăn nào nha các bác. Cua trong bãi đá kìa, vồ được mấy con. Mấy lần không vồ được, hôm nay không vồ được. Đi tập thể dục là chính. Đó, thôi bye bye các bác nha, hẹn các bác ở video sau nha. Bye bye.